Bích Trâm cùng ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh Thời báo Sự thật để cập nhật tin tức mỗi ngày. Kính chúc quý vị có một ngày thật tốt lành và bình an. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Thông tin nóng, nỗ lực của Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ đã bị ngăn chặn. Sai lầm tai hại của cựu Biden khiến người dân Mỹ lạnh người. Giữa hội nghị đi tìm nữ nghị sĩ đã chết. Lãnh đạo đảng Dân Chủ thúc giục Tổng thống Joe Biden cứng rắn hơn với đầu tư Trung Quốc. Thăm dò cho thấy người Mỹ chú ý đến vấn đề tội phạm hơn phá thai và tin tưởng đảng Cộng Hòa. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm thứ Tư ngày 28 tháng 9, công ty mẹ của Facebook là Meta đã ra thông báo họ đã đóng cửa hai mạng lưới tài khoản giả mạo hoạt động ở Trung Quốc đại lục và Nga. Các mạng lưới của Trung Quốc nhắm mục tiêu cụ thể đến người dân Mỹ, phát tán chủ đề gây chia rẽ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Meta trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm 2022, mạng lưới tài khoản giả mạo của Trung Quốc trung lập đã tập trung vào việc đưa ra quan điểm gây chia rẽ chống lại người dùng Mỹ. Trong bản báo cáo thì Meta đã cho biết, mặc dù mạng lưới rất nhỏ và không có thu hút nhiều người theo dõi, nhưng phát hiện này có ý nghĩa quan trọng bởi vì nó đã đánh dấu sự thay đổi trong hướng tuyên truyền đối ngoại của chính phủ Trung Quốc nhằm can thiệp trực tiếp hơn vào nội bộ chính trị của Hoa Kỳ. Tại một cuộc họp báo thì ông Ben Nimmo, người đứng đầu bộ phận tình báo về mối đe dọa toàn cầu của Meta đã cho biết, tuyên truyền trước đây của Trung Quốc là tung ra những lời nói dối truyền khắp thế giới, chủ yếu là ở Nam Á, không nhắm trực tiếp vào người dân Mỹ. Và đây là lần đầu tiên mà họ đã phát hiện các tài khoản của Trung Quốc nhắm mục tiêu đến người dân Mỹ theo cách này. Ông Nimmo đã nói rằng trước đây nội dung tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc về cơ bản là nước Mỹ xấu, Trung Quốc tốt, nhưng hoạt động Internet mới lại tập trung vào các chủ đề gây chia rẽ ở Hoa Kỳ. Họ chạy các tài khoản giả mạo, giả làm người dân Mỹ, cố gắng bắt chước cách nói của người dân Mỹ. Họ đang nói về các vấn đề gây chia rẽ ở trong nước như là phá thai và kiểm soát súng. Kể từ tháng 11 năm 2021, thì các tài khoản giả mạo của Trung Quốc đã có mặt tại các bang khác nhau, đóng giả những người Mỹ phe tự do và phe bảo thủ, phát biểu quan điểm hoặc là ẩn nấp trong các bài bình luận về các bài đăng của quần chúng, báo cáo đã cho biết. Một ví dụ là mẫu ảnh chụp màn hình cho thấy một tài khoản bình luận về bài đăng trên Facebook của thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, yêu cầu ông ngừng bạo lực súng đạn, sử dụng thẻ tag bắt đầu bằng Rubio Children Killer. Báo cáo đã cho thấy mạng lưới của Trung Quốc chỉ có khoảng 80 tài khoản Facebook, hầu như là không có người theo dõi. Những tài khoản này chủ yếu nhắm đến độc giả ở Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc. Những nội dung bình luận của các tài khoản này đều nằm trong khung giờ làm việc ở Bắc Kinh. Cụ thể thì Meta đã cho biết các tài khoản này phần lớn là mô hình theo ca, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trong khung làm việc của Trung Quốc từ thứ Hai đến thứ Sáu, sớm hơn 12 giờ so với Florida, sớm hơn 6 giờ so với thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. Theo Meta thì một số tài khoản mạo danh những người Mỹ phe bảo thủ, trong khi những tài khoản khác mạo danh những người theo phe chủ nghĩa tự do sống ở Florida, Texas và California. Theo báo cáo thì mạng lưới này cũng đã thiết lập các tài khoản giả mạo, mạo danh người Séc, chỉ trích thái độ của chính phủ Séc đối với Trung Quốc, đe dọa chính phủ Séc không được hành động để chống lại Trung Quốc. Một phát ngôn viên của Meta đã cho biết, công ty này đã chia sẻ chi tiết về tài khoản Trung Quốc với FBI, hoạt động mạng quy mô lớn của Nga đã bị phá sản. Ngược lại thì hoạt động không gian mạng giả của Nga mà Meta đã bắt quả tang lại có quy mô lớn hơn. Meta đã coi đây là một trong những hoạt động không gian mạng lớn nhất và phức tạp nhất của Nga kể từ sau chiến tranh Nga và Ukraine. Đó là một mạng lưới rộng lớn bao gồm hơn 60 trang web giả mạo và các tổ chức tin tức cũng như là nhiều tài khoản trên trang Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter và các trang web khác. Phía Nga cũng đã chi hơn 100.000 USD cho quảng cáo trên Facebook và Instagram. Các hành động của Nga bao gồm bắt chước trang web của các hãng thông tấn phương Tây có thật như là The Guardian. Theo danh sách các địa chỉ trang web trong báo cáo Meta, phía Nga cũng đã đăng ký các trang web giả mạo được thiết kế giống như là Daily Mail hay là của truyền thông Đức như là Bild and Der Spiegel. Trong những tuyên truyền sai trái thì phía Nga cũng đang cố gắng biện minh cho tính chính đáng về cuộc xâm lược của mình để chống lại Ukraine và lan truyền thông tin sai lệch về các vụ thảm sát ở thị trấn Bucha. Trang web của Nga đã bắt chước tờ The Guardian đăng bài cáo buộc Ukraine âm mưu sát hại dân thường trong thời gian Nga đã chiếm đóng Bucha. Báo cáo của Meta cũng đã lưu ý, cho dù nhại lại không có hoàn hảo nhưng họ thực sự đã đầu tư vào các trang web, ít nhất là chịu được những thẩm duyệt chung. Sai lầm tai hại của cựu Biden khiến người dân Mỹ lạnh người. Giữa hội nghị đi tìm nữ nghị sĩ đã chết. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 9, dân Mỹ đã có một phen tá hỏa khi mà Tổng thống Joe Biden trong lúc đang phát biểu công khai, thì ông Tổng thống thứ 46 đã hỏi bà Jackie Walorski đâu. Cho dù nghị sĩ từ bang Indiana đã qua đời trong một tai nạn giao thông hồi tháng 8, thì nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ đã quên mất điều này, thưa quý vị. Như thường lệ, thì ông Biden đã cảm ơn ban tổ chức sự kiện, sau đó ông hỏi, Jackie, bà có ở đây không? Jackie đâu rồi? Nghị sĩ của đảng Cộng hòa Jackie Walorski là một trong 4 nghị sĩ đồng bảo trợ cho dự luật về chi ngân sách cho hội nghị này. Bà qua đời cùng với 2 trợ lý hồi đầu tháng 8. Sau khi hỏi nghị sĩ này đâu thì Tổng thống Joe Biden đã tiếp tục nói vào vấn đề mà không có một lời giải thích nào về việc nhắc đến tên của bà. Sau khi bà Walorski qua đời, Tòa Bạch Ốc đã ra một tuyên bố khẳng định ông Biden và phu nhân Jill rất sốc và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà. Chỉ trích sự cố này thì hạ nghị sĩ Vicky Hartler của đảng Cộng hòa đã viết trên Twitter, đúng là một sai lầm khủng khiếp và đáng xấu hổ. Lãnh đạo đảng Dân Chủ thúc giục Tổng thống Joe Biden cứng rắn hơn với đầu tư Trung Quốc. Hôm thứ Ba ngày 27 tháng 9, hai lãnh đạo cấp cao của đảng Dân Chủ là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer đã có những động thái hiếm gặp khi công khai thúc giục Tổng thống Joe Biden phải đưa ra những lập trường cứng rắn hơn đối với vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Bà Pelosi và ông Schumer đã tham gia vào nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng ký vào thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden ban hành lệnh hành pháp về những vấn đề đầu tư vào Trung Quốc. Trong thư được gửi lên ông Joe Biden thì các nghị sĩ đã viết, khi tại Quốc hội còn tiếp tục tranh luận, chúng tôi đã kêu gọi chính quyền của ông hãy xúc tiến bằng lệnh hành pháp. Bà Pelosi và ông Schumer đã muốn ông Biden ban hành các hướng dẫn công khai mới về các khoản đầu tư từ các công ty có liên kết với Trung Quốc. Hai vị lãnh đạo cấp cao đảng Dân Chủ này cũng đã yêu cầu phải có những hạn chế mới về các tài khoản đầu tư tại những khu vực gần các căn cứ quân sự Mỹ. Bà Pelosi và ông Schumer cũng đang ủng hộ dự luật trao quyền cho chính phủ liên bang được ngăn chặn cũng như là các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ nếu như có đủ căn cứ về quan ngại an ninh quốc gia. Bà Pelosi và ông Schumer đã viết rằng, hành động của chính phủ về lĩnh vực này đã quá chậm để xử lý phạm vi và mức độ của những rủi ro nghiêm trọng mà đất nước của chúng ta đang phải gánh chịu, đang phải đối mặt. Và trong thời gian vừa qua, các nghị sĩ liên bang Mỹ ngày càng gia tăng cảnh báo về các khoản đầu tư vào Mỹ của Trung Quốc, hoặc là các thực thể do chế độ cộng sản này đã kiểm soát. Họ cho biết rằng, ở Trung Quốc đang đầu tư chiến lược vào các công ty có vai trò chính yếu trong an ninh quốc gia và có cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng Mỹ. Gần đây, chính quyền ở bang Texas đã hủy bỏ một dự án năng lượng gió của một công ty có liên kết với Trung Quốc sau khi đã phát hiện ra dự án đầu tư này đặt tại địa điểm chỉ cách căn cứ không quân Mỹ vài dặm. Chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện Rosa DeLauro đã cho biết, chúng ta đang phải bảo vệ các chuỗi cung ứng và an ninh quốc gia của chúng ta trước các đối thủ nước ngoài như là Trung Quốc và Nga. Các quan chức an ninh quốc gia của chính quyền ông Joe Biden trong tháng này cũng đã tuyên bố rằng, chính phủ liên bang Mỹ cũng đang thực sự cân nhắc xem liệu có nên áp đặt các hạn chế và các yêu cầu giám sát mới đối với các khoản đầu tư từ Trung Quốc hay không. Thăm dò cho thấy người Mỹ chú ý hơn vấn đề tội phạm hơn phá thai và tin tưởng đảng Cộng hòa. Các cuộc thăm dò mới nhất được đài ABC Hoa Kỳ, Washington Post, WAPO công bố vào ngày 25 tháng 9 cho thấy mức độ quan tâm của người dân Mỹ về vấn đề tội phạm đã vượt quá vấn đề phá thai. Trong việc đối phó với các vấn đề về tội phạm, họ cũng nói rằng họ tin tưởng vào đảng Cộng hòa hơn đảng Dân Chủ. Đảng Cộng hòa đã nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất vào vấn đề này trong vòng hơn 30 năm qua. Theo một cuộc khảo sát của ABC dựa trên nghiên cứu của công ty Lager Research Associated ở thành phố New York, trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thì các vấn đề về kinh tế, giáo dục và lạm phát nằm trong vấn đề cử tri được cho là rất quan trọng. Theo sát những vấn đề này, tỷ lệ tội phạm được quan tâm với vượt quá tỷ lệ phá thai về vấn đề nhập cư hay là biến đổi khí hậu. Khi được hỏi tin tưởng đảng chính trị nào sẽ làm tốt hơn trong việc xử lý vấn đề chính, thì 52% số người được hỏi ủng hộ đảng Cộng hòa về vấn đề tội phạm, trong khi mức ủng hộ với đảng Dân Chủ chỉ là 38%. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra sự ủng hộ chênh lệch 14 điểm phần trăm của đảng Cộng hòa trong vấn đề tội phạm, chính là một trong những mức cao nhất kể từ năm 1991. Với tỷ lệ tội phạm gia tăng tại các thành phố trên khắp Hoa Kỳ, Vấn đề tội phạm và hỗ trợ việc thực thi pháp luật là chủ đề quan trọng của cử tri Mỹ. Theo một cuộc khảo sát dư luận vào tháng 8, 60% cử tri thường tin rằng tội phạm là vấn đề chính trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, gồm 52% người trong đảng Dân Chủ, 69% người trong đảng Cộng Hòa. Khảo sát của ABC cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden kể từ khi ông nhậm chức đã lao dốc. Kể từ tháng 9, chỉ có 22% người ủng hộ mạnh mẽ thành tích của ông, giảm xuống dưới mức là hồi tháng 4 năm 2021 là 34%. Đồng thời, những người phản đối mạnh mẽ đã tăng từ 35% vào tháng 4 năm 2021 lên 41%. Nghiên cứu chỉ ra rằng những cuộc thăm dò gần đây, sự ủng hộ đối với Biden đã lập thêm vài mức thấp mới. Ví dụ, mức thấp mới lên đến 68% trong số những người chủ nghĩa tự do, 38% trong số những người ở miền Nam, 34% trong số những người có thu nhập vừa và cao. Cuộc thăm dò cũng phát hiện ra rằng 56% những người được phỏng vấn của đảng Dân Chủ sẵn sàng đề cử một ứng cử viên tổng thống khác năm 2024, 35% trong số họ muốn ông Joe Biden tiếp tục đắc cử. Trong số những người được phỏng vấn của đảng Cộng Hòa thì 47% ủng hộ ông Trump tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024, 46% muốn một ứng cử viên khác lên nắm quyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự thật. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Bích Trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.